bộ phim Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ. Sinh Tử Kỳ. Giám chế Lý Kiến, Mã Nhuận Sanh. Biên kịch Trương Nam. Đạo diễn Lý Truyền Phong, Tịnh Cang. Với các diễn viên Đường Quốc Cường, Tôn Hiệp Chí, Thiệu Minh, Lưu Đào, Quách Đình Đình, Đỡ Kiều Sảnh, Lữ Lương Dĩ, Lưu Huy, Hà Tiến Đạt cùng một số diễn viên khác. Tập 5. Ê, nhìn xem. Kẹo hồ lô. Cải xanh đây. Bánh màng thầu đây. Ê, đã đến thực thần cư rồi. Thực thần cư? Từ lâu ta đã muốn ăn thức ăn của quán này rồi. Nghe nói thức ăn quán này ngon đến khó tả luôn. Trời ơi, đừng nói nữa. Mùi đã chảy nước miếng rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Ý, chào hai vị khách quan. Chẳng hay hai vị muốn dùng món gì? Quán của bà có món gì ngon, rượu ngon mang hết ra cho ta. Trời ơi, tất cả đều ngon. Chúng tôi không có thiếu ngân lượng đâu. Hôm nay tàn phải cho đã. Được. Ca, hôm nay muội phải kêu thức ăn. Chúng ta phải ăn một bữa cho đã. Được. Hai vị khách quan, đứa bé này đi chung với hai vị sao? Khách quan đi thông thả. Hey. Ăn đi. Ngon lắm. Ngon lắm á. Ăn đi. Ca, hay là chúng ta trốn trước, không may cho người ta phát hiện chúng ta lấy trộm tiền, như vậy sẽ có yên lắm. Sợ cái gì chứ? Mùi định bỏ phí số thức ăn này sao? Giả lại trong thời gian ngắn hắn không tìm ra đâu. Cứ ăn no đi rồi tính sau. Đuôi gà cốt đệ. Ngon quá. Ăn từ từ thôi, coi chừng nha, chết nghẹn đó. Làm gì có chuyện đó. Hai vị thấy sao? Thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị không? Trời ơi, nhậm đại đường chủ, hôm nay ăn món gì vậy? Như cũ đi. Được, cậu ngồi chơi nha. Có ngày, tôi đi hâm rượu cho cậu. Tôi nói Quỳnh đó nha, ngày nào Quỳnh cũng ăn món này, không thấy ngán hay sao? Thích ăn món nào, ăn hoài cũng không ngán. Cũng như thương một người vậy, cả đời cũng không thay lòng. Vậy có phải Quỳnh đã thương ai không? Ê, hay là để tôi làm ai cho Quỳnh nha. Chuyện đó tôi nghĩ cũng không cần đâu. Người của Chí Tôn mình cách Quỳnh lúc nào cũng lo chém giết, chắc chắn từng đụng chạm rất nhiều người, chắc là Quỳnh đây. Phong lì xì bà Mai, tôi nghĩ tôi không nhận đâu. Louis cô nương, cô chán ghét người của Chí Tôn Minh như vậy sao? Thôi được, tôi nói ra không sợ đụng chạm Quỳnh. Tôi cảm thấy mọi người trong Chí Tôn Minh không ai là tốt hết. Vậy còn tôi? Vấn đề này Quỳnh phải tự hỏi mình chứ. Là mùi gì vậy? Đâu cần phải hỏi. Món thịt viên chiên tương thơm ngon khoái khẩu. Giả lại... Không phải đâu, tôi nói có mùi thơm. Nè, là Quỳnh hả? Đàn ông con trai sao lại sức phấn thơm vậy? Là cái này. Túi thơm. Chuyện là vậy. Lẽ ra tôi muốn tặng cô chiếc vòng, nhưng tôi nghĩ chắc Louis cô nương đã có rồi, sau đó quyết định tặng túi thơm này cho cô.
Tôi chỉ hy vọng sau khi tôi đi vắng, cô ngửi thấy mùi thơm này sẽ nhớ tới tôi. Nè, Quỳnh tặng túi thơm cho tôi là mong lúc nào tôi cũng nhớ đến Quỳnh. Không lẽ Quỳnh thương tôi sao? Louis cô nương. Không phải đâu, tôi nghĩ Nhậm đại đường chủ nhà Quỳnh có lý nào lại thương người phụ nữ hung dữ như tôi chứ. Theo tôi nghĩ Quỳnh đến ăn để diện cớ, Quỳnh đến ngồi đây là có mục đích khác. Cô biết sao? Tất nhiên rồi, Quỳnh ở lại đây chẳng phải để thuyết phục tôi gia nhập Chí Tôn Minh sao? Tôi khuyên Quỳnh đừng có mơ nữa. Louis cô nương quả là thông minh, tôi vẫn chưa kịp thốt ra lời cô đã cản lời tôi rồi. Thật ra Chí Tôn Minh của Quỳnh có gì tốt? Từ sáng đến tối cứ lo chém giết lẫn nhau, như tôi vậy không tốt sao? Có thể an cư lạc nghiệp. Nè, tôi nói thật, nếu Quỳnh đồng ý rời khỏi Chí Tôn Minh, tôi có thể giữ Quỳnh ở lại làm việc. Quỳnh bắt đầu tự bưng mâm đi. Nam tử hán đại trượng phu phải làm nên đại sự, có lý nào phải cả đời sống trong quán ăn, có khác gì không có chí khí. Phải, tôi không phải nam tử hán, cho nên tôi có thể sống ở đây không cần tương lai. Louis cô nương, tôi tuyệt đối không có ý đó. Chẳng qua sư phụ tôi có ơn với tôi không thể phụ lòng ông ấy được. Chẳng lẽ huynh muốn làm minh chủ của Chí Tôn Minh sao? Louis cô nương, cô không nên nói bậy như vậy. Tôi một lòng trung thành với sư phụ của tôi, huống hồ ông ấy tu luyện trường sinh bất lão công, ông ấy mãi mãi là minh chủ. Trên thế gian này làm gì có chuyện trường sinh bất lão được chứ. Tôi biết sư phụ Quynh không có con trai, chỉ có một mình Quynh là đệ tử thôi. Đại sự mà Quynh nói làm chỉ chuyện đó. Không, Louis cô nương. À, canh tới rồi. Đau. Trời ơi, cậu có sao không? Hả? Đưa tôi xem, đưa tôi xem. Trời ơi, cậu theo tôi vô sức thuốc đi. Đi đi, nhanh lên nhanh lên. Trời ơi, có sao không vậy? Hả? Tại sao vừa rồi Quynh lại phản ứng mạnh như vậy? Tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. Không lẽ Quynh giận tôi sao? Có lý nào tôi lại giận cô? Tôi chỉ cảm thấy rằng nếu như những chuyện tôi không nói được, thà tôi không nói. Đúng rồi, giờ tôi phải đi. Tôi bỏ đi nhiều ngày rồi, chắc sư phụ đang chờ tôi đó. Thôi được, thì Quynh về nói lại với sư phụ Quynh, khi ông ấy đừng nghĩ đến thần thần cư nữa. Nếu không... Nếu không thì thế nào? Nếu không đây sẽ là bữa ăn cuối cùng tại thần thần cư của Quynh. Vậy tôi xin cáo từ. Không tiễn. Nào nào, để thẩm sức thuốc cho con. Nó có bị sao không? Bị phỏng có nặng không? Cũng may là cách hai lớp vải, nếu không sẽ bị phỏng nặng lắm đó. Đưa tôi xem. Đã tả tỷ tỷ đã quan tâm. Đại nương, hay là chúng ta đi mua bộ đồ khác cho nó. Bà xem, áo của nó ướt hết rồi nè. Được đó. Không cần đâu, không cần đâu. Áo bị ướt cũng không sao, tôi mặc một hồi sẽ khô liền. Trời ơi, đây còn phải là cách tiếp khách của thần thần cơ chúng tôi hay sao? Cậu đừng có khách sáo nữa. Ê, Louis, sao cô không lo tiếp thiên hành vậy? Ừ, đi rồi. Đi rồi. Đi rồi cũng tốt, tránh được nhiều rắc rối. Nhưng mà Louis à, thật không ngờ mấy ngày qua cô và cậu ấy cũng hạp trờ lắm. Làm gì có, tại tôi thấy Quynh ấy không cha không mẹ, là đứa trẻ mồ côi, thương hại hắn thôi. Ồ, vậy còn Tàng Phong? Trời ơi đại nương, sao khi không lại nhắc Tàng Phong làm gì? Tàng Phong khác hẳn so với thiên hành. Con người của Tàng Phong hả? Có phải hai vị nói về Tàng Phong không thúc không? Sao, cậu quen Quynh ấy à? Tất nhiên rồi, tôi đang sống ở nhà của thúc ấy. Giả lại, tôi còn theo thúc ấy tới trường để học. Tôi đã bỏ đi rất lâu, chắc là Tàng Phong thúc thúc lo lắm. Vậy cậu tên gì? Tôi tên A Bảo. Vậy tại sao cậu bỏ đi Quynh ấy phải lo? Thúc ấy nói tôi không chịu học rồi đánh tôi, cho nên tôi đã trốn khỏi nhà đi theo hai vị đại ca để tiễn ngoài kia. Sau đó thì tôi tới đây nè. Nè, hai người đó có quan hệ gì với Quynh ấy vậy? Chắc là bạn bè của Quynh ấy rồi. À, nhìn cô kìa, vừa nhắc đến tên của Tàng Phong, ánh mắt của cô hoàn toàn thay đổi hẳn rồi. Tôi đâu có. Nếu tôi biết họ là bạn của Quynh ấy, tôi nhất định sẽ đẩy họ ăn một chầu. Đúng là con A đầu ngốc. Nói đi qua. Sẽ nè.
Mẹ, mẹ sao vậy? Có lẽ mẹ bị cảm lạnh. Mẹ bị cảm lạnh hả? Mẹ, vì mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi. Con đi mời đại phu về. Không cần đâu. Tàng Phong à, hôm nay con đừng đi đâu nữa, con ở nhà với mẹ đi. Mẹ, có phải mẹ sợ con đi tìm A Bảo hay không? Kêu con ở nhà thì cứ ở nhà, sao lại lôi thôi quá vậy? Mẹ không đồng ý con đưa A Bảo đến Chí Tôn Minh, đúng không? Ta không thể vì một câu ý trời của đại bá con thì cho con đi mạo hiểm. Chí Tôn Minh là chỗ như thế nào sao ta không biết được? Không được, ta không thể cho con đi. Như vậy ta cũng có thể ứng phó với đại bá con. Mẹ, nếu như A Bảo nó tự đi về thì sao? Buồn cười, nó đã lấy trộm tiền còn trở về được hả? Yến Tăng Phong. Hả? Quỳnh có biết Quỳnh đã làm gì không? Yến Bá Mẫu. Lưu Y Cô Niên. Yến Bá Mẫu, hôm nay Quỳnh đã nấu loại điểm tâm sáng đặc biệt cho bác ăn đó. Bá Mẫu, mau qua xem đi. Mấy món này khoái khẩu nhưng không ngán, cho chính tay cô nấu cho bác đó. Còn món cháo này mềm nhưng không nhừ, ăn trong lúc này là ngon nhất. Trời ơi, Lưu Y Cô Nương, tôi thấy ngại lắm. Bác đừng khách sáo, gọi con Y Y được rồi. Y Y. Nghe nói tài nấu nướng của cô là thiên hạ nhất tuyệt, biết bao nhiêu người muốn ăn cũng phải xếp hàng đó. Tôi cảm thấy ngại vì đích thân cô mang đến. Bá Mẫu, bác không nên khách sáo như vậy. Con đối với bác có một tình cảm thân thiết khó tả, cứ y như mẹ ruột của con vậy. Hiếu thảo với mẹ ruột của mình là chuyện đương nhiên thôi. Trời ơi, ai mà lấy được cô chính là phúc phận lớn nhất đó. Tôi thấy áy náy lắm. À nè, Bá Mẫu, con tặng bác túi thơm này, chẳng đáng tiền đâu. Sau này bác ngửi thấy mùi thơm nó thì nghĩ đến con. Hoặc là con sẽ chờ bác tại thật thần cư của con. Bác muốn ăn gì cô nấu cho bác món đó, xem như con trọn đạo hiếu. Cô đúng là người có lòng. Túi thơm này tôi sẽ giữ lại ở bên cạnh. Đúng rồi Lưu Y, vừa rồi cô nói Tàng Phong đã làm chuyện gì vậy? Có phải nó lại ăn hiếp cô không? Mẹ, con đâu có ăn hiếp cô ấy. Biết chắc Quynh không dám. Tàng Phong, sao Quynh sơ ý quá vậy? Trong học đường bị móc một học trò Quynh cũng không biết. Hả? A Bảo, vào đây. A Bảo, cô đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? A Bảo, vào đây. Qua đây. Tự nhiên Quynh lại đánh nó làm gì? Hại nó xém chút bị người ta bắt cóc đó. Bị ai bắt cóc? Có hai tên trộm đến học đường của Quynh lấy trộm, đúng lúc nhìn thấy A Bảo cho nên đã bắt cóc nó. Cũng may họ đến thật thần cư ăn cơm, bị tôi bắt gặp được cho nên họ liền bỏ trốn. Lưu Y tỷ tỷ, tỷ nói như vậy hình như không đúng. Quynh nghĩ sao vậy? Bảo vệ học sinh như vậy sao? Đây là ngoài ý muốn thôi, tôi cũng có đi tìm nó mà. Vậy sao Quynh không đến thật thần cư để tìm thử? Lưu Y à, tôi nghĩ trong đó chắc có hiểu lầm gì. Bá Mẫu, tất nhiên là hiểu lầm rồi, cho nên con mới đến nói rõ với Quynh ấy. À, bác cũng đói rồi, để con múc ra cho bác ăn nha. Bá Mẫu, nè, vô nhà. Con đây nha. Bá Mẫu, ăn tự nhiên đi. Được, được, được. Từng được nghe đại danh của thực thần cư, quả nhiên danh bất hư truyền. Không dám, không dám. Lưu Y, cô và Tàng Phong quen nhau trong trường hợp nào? Con nhận Quynh ấy hả? Lần đầu tiên cô gặp Quynh ấy hả? Quynh ấy ra tay nghĩa hiệp rất lợi hại, giúp con đánh đuổi một bọn thổ phỉ. Xin lỗi nha, tôi đã nói sai rồi. Bá Mẫu, bác đừng trách Quynh ấy nha. Quynh ấy dặn con đừng cho Bá Mẫu biết Quynh ấy biết võ công. Xin lỗi nha. Mẹ, con xin lỗi. Con không cố ý che giấu mẹ đâu. Nếu như là trước kia, cho ta biết con lẻn ra ngoài luyện võ, mẹ chắc chắn sẽ đuổi con đi khỏi đây. Nhưng còn bây giờ, con cần phải bảo vệ A Bảo đến Chí Tôn Minh giao cho Hoa Ngự Thiên thì ta vui mừng vì con đã lén học võ. Thật là mâu thuẫn. Tại sao những chuyện mà ta tránh né nhưng vẫn không thể tránh được?
Bá mẫu à, chuyện của Chí Tùng Minh cứ giao cho con. Con và Chí Tùng Minh quen thân lắm. Nhưng mà A Bảo và Chí Tùng Minh có quan hệ gì vậy? A Bảo, con qua đây. Con nói đi, cha con là ai? Cha con là Quan Ngự Thiên. Cái gì? Sao lại như vậy được? Chuyện này thật là khó tin. Lưu ý cô nương, về chuyện của nó làm phiền cô nhiều. Chăm sóc tốt cho Tàng Phong và A Bảo, có cô đây tôi yên tâm nhiều rồi. Con và Tàng Phong hả? Con không đi chung với Quỳnh ấy đâu. Vì một mình con đưa A Bảo đi được rồi. Như vậy không được đâu. Con người của Quỳnh cứ hay sơ ý lắm. Được rồi được rồi, tôi nể tình A Bảo đây, cho nên ráng giúp Quỳnh lần này. Quỳnh đi theo đi. A Bảo, bây giờ Tàng Phong ca ca và Lưu Y tỷ đưa con trở về với cha con. Vậy sau này sẽ có người chăm sóc cho con. Con phải ghi nhớ một điều: làm người không nên vong ơn bội nghĩa. Lúc đứng trước mặt của cha con nhớ phải bảo vệ tốt Tàng Phong ca ca và Lưu Y tỷ tỷ. Tại sao con phải bảo vệ Tàng Phong thúc thúc và Lưu Y tỷ ngay trước mặt của cha con vậy? Không lẽ cha con là người xấu hay sao? Đúng đó. Ngồi đi cô nương. Đồng Nhi xin tuyết. Dạ. Hai người đã từng gặp mặt đứa bé đó. Ta muốn hai người hãy đi bắt sống nó, đem về đây cho ta. Dạ. Tiểu Nhị, lấy thêm rượu cho tôi. Rồi, quý khách đi thông thả nha. Tôi thấy cũng đã tối lắm rồi, chúng ta cứ trọ lại đây đi. Ừ. Nè, A Bảo, lát nữa có người lạ, có nhớ gọi chúng ta bằng gì không? Con nhớ rồi, phải gọi. Thôi được, thôi được. Chờ khi nào có người mới gọi sao? Đi mà, chúng ta đi. Vào trong đi. Ê, hai vị khách quan, xin hỏi dùng cơm hay là ở trọ vậy? Chúng tôi ở trọ, cho chúng tôi hai phòng đi. Khách quan à, xin lỗi nha, huynh không gặp may rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ còn có một phòng thôi. Vậy ba chúng tôi làm sao mà ngủ được? Hai vị không phải phu thê sao? Đúng, chúng tôi là phu thê. Cha, mẹ. Vậy hai vị có thuê phòng không? Chúng tôi thuê một phòng. Cười gì vậy? Mau dẫn chúng tôi đi. Được được, mời hai vị lên lầu. Ê, cô làm gì là sao? Đề phòng có người vượt ranh giới. Cô làm như vậy chỉ phòng được quân tử, không phòng được tiểu nhân đâu. Vậy Quỳnh nói Quỳnh là quân tử hay là tiểu nhân? Vậy cô nói đi. Tất nhiên tôi là quân tử rồi, đúng không A Bảo? A Bảo, qua đây. Con ngoan ngoãn theo cha đi ngủ, còn mẹ thì đi tắm. Dạ. Ở đây đâu có người lạ mặt, sao cô phải gọi thân mật làm gì? Chuyện này phải tập dần cho quen đó. Con nít không hiểu biết gì hết. Quỳnh thấy chưa, A Bảo còn hiểu chuyện hơn Quỳnh đó. Con đó nha, mặt mày lem luốc. Đi, để mẹ con làm mặt cho con đi. Con hả? Tất nhiên là con rồi, không phải con chẳng lẽ là ta hay sao? Đi. Nè, trời ơi. Đi. Như vậy đâu có được. Sao lại không được? Chẳng phải cô nói cô là mẹ của A Bảo hay sao? Đúng không? Đi. Trời ơi, A Bảo, cô không được nghe lời của cha con. Muốn tắm thì tự tắm đi. Ê, sao cô lại ra đây? Không nghe lời cha hay sao? Đi vào trong. Đi. A Bảo, cô nghe lời của cha con hay là mẹ con đây? A Bảo, cô nghe lời cha hay là nghe lời mẹ? Con nghĩ hay là cha mẹ vô tắm chung đi. A Bảo không tắm nữa đâu. Thôi được, cô tắm đi, tôi ra ngoài dạo chơi. Nè.
Quỳnh đi đâu vậy? Cô đi tắm, tôi đi dạo. Không phải Quỳnh nói Quỳnh là quân tử sao? Quân tử làm giả ngay thẳng, sao nhất định phải ra ngoài? Trừ phi lòng Quỳnh nghĩ bậy. Sao trong lòng phải nghĩ bậy? Nếu trong lòng Quỳnh không nghĩ bậy, sao Quỳnh phải bỏ ra ngoài? Cô bị gì vậy? Nước quá lạnh đó. Nước lạnh có sao đâu. Hay là Quỳnh vô chăm thêm nước nóng cho tôi đi. Làm sao tôi chăm nước nóng giùm cô được? Ai kêu vừa rồi Quỳnh đâu coi với tôi, làm hại nước trong thang nguội hết rồi. Tôi mà vào chăm nước nóng cho cô, cô không mặc áo, cô chửi tôi xàm sở, tôi biết ăn nói làm sao. Quỳnh đừng hòng được như vậy. Quỳnh không biết nhắm mắt bước vô đây sao? Tôi nhắm mắt làm sao thấy được đi. Nói chung là chuyện của Quỳnh, tôi không cho phép Quỳnh mở mắt ra. Tự Quỳnh nghĩ cách đi. Tôi bước vô đó nha. Rồi, bây giờ tiếp theo làm gì nữa? À, bên trái chân của Quỳnh có một thùng nước. Quỳnh xách lên, đổ vào thùng nước bên cạnh thì được rồi. Được, xong rồi. Tôi ra ngoài. Nè, nè, nè. Nói chung Quỳnh cũng không ngủ được. Hay là Quỳnh kỳ lưng giùm tôi đi. Tại sao tôi phải kỳ lưng giùm cho cô? Cô kêu tôi chạm vào thể xác của cô hả? Tôi không làm được. Không làm được cũng phải làm. Quỳnh quên là đã hứa với tôi 3 điều kiện hay sao? Trừ phi là Quỳnh nuốt lời. Tôi đã hứa với cô rồi, tuyệt đối không nuốt lời đâu. Nhưng mà cô yêu cầu như vậy đúng là bậy bạ. Tôi làm vậy không phải là bậy bạ. Tôi đang xác minh lời hứa của Quỳnh đối với tôi thôi. Nếu đã như vậy, tôi không còn gì để nói. Nào, đưa khăn đây. Cô cười cái gì? Tại người ta thấy nhột đó. Louis à, tôi nói thật nha, công việc trong nhà bếp quả là vất vả vô cùng. Lưng của cô đã chai sần hết rồi. Nè, cô nghe cho rõ, hai chuyện còn lại cô phải suy nghĩ cho kỹ, không nên làm chuyện như vậy nữa. Sau này đừng bắt tôi phải kỳ lưng cho cô, nó kỳ cục quá trời đi. Tôi cho là nên làm như vậy. Nếu tôi không làm như vậy, làm sao Quỳnh có thể nhớ tôi suốt đời được? Xong rồi, tôi đi đây. Cây trầm này đẹp thật đó. Trả lại cho tôi. Không, cây trầm đẹp như vậy tôi phải lấy nó. Trả cho tôi. Xem như tôi xin cô, cô trả cây trầm lại cho tôi được không? Tôi một lòng một dạ với Quỳnh, nhưng không thể sánh với cây trầm này sao? Sư phụ, đồ Nhi trở về rồi.
Sao lại quan phí vô công vậy? Đương nhiên không dám. Không dám à? Ta kêu con đi thực thần cư để biến Lưu Y trở thành người của con. Xem ra con đã trở thành người của Á rồi. Đương nhiên hứa sẽ không ngừng cố gắng. Con đừng quên rằng một khi võ công của con không theo kịp ta thì con sẽ liên lụy ta đó. Đương nhiên biết lỗi, xin sư phụ trách phạt. Vừa rồi ta đã truyền nội lực dư ra của Cửu Long Thạch cho con rồi. Đa tạ sư phụ đã truyền nội công cho con. Thiên Hành, trong cơ thể con vẫn còn nhiều kinh mạch chưa đã thông. Một khi đã thông, con sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ. Võ học y như treo xuồng ngược dòng, không tiến thì lùi. Đồ nhi ghi nhớ lời dạy của sư phụ, nhất định không phụ lòng mong đợi của sư phụ. Sư phụ, khăn tay này sao trước kia con chưa từng thấy sư phụ sử dụng? Tại vì đây là đồ quý giá của ta. Thì ra là vậy. Sư phụ, đồ nhi... Có phải con muốn hỏi tại sao chỉ có một con quý ương thôi? Phải. Tại vì con còn lại đang ở trong tay ai đó. Thiên Hành, lần này con đến thực thần cư có phát hiện gì không? Không có. Tiểu Nhị, tính tiền. À, Tiểu Nhị, tính tiền đây. A Bảo, người xưa có câu thương bẩm thực tắc tri lễ tiết, y thực túc nhi tri dinh dục. Sau này con không cần lo ăn mặc nữa, nhất định phải học tập chính nghĩa và đạo lý đối nhân xử thế, con nhớ chưa? Con nhớ rồi. Quỳnh tưởng đây là học đường sao? Nói toàn những câu văn nho, nó nghe nhưng không có hiểu đâu, đúng không? Cô hiểu. Đã từng nói với con không được hại người, có lẽ chính là ý này phải không? Thấy chưa, nó hiểu mà. Tôi nghĩ chúng ta nên tranh thủ ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta còn phải lên đường nữa. Tiểu Dĩ, tính tiền. Louis, chúng ta đi. Sư muội, hình như phấn hoa của muội không có hiệu quả. Đối với người có nội lực thâm hậu, phấn hoa không thể làm hại họ. Vậy sao? Louis, họ đến đây vì A Bảo, giao cho tôi xử lý được rồi. Nè, sao lại là cô? Cô đến đây gây hấn sao? Còn cô nữa, cô đến có chuyện gì? Ngọc cô nương, sau cuộc chia tay lần trước, thương tích của cô như thế nào? Ngọc sư muội, xem ra người này có ơn cứu mạng đối với muội, cho nên muội khó ra tay. Sư tỷ, tỷ nói như vậy là sao? Liệu muội có gì ơn cứu mạng mà chống lại mệnh lệnh của giáo chủ không? Huống hồ nhất định phải giết tiểu quỷ này. Đợi đã, sao con cứ đòi giết Tiểu Bảo vậy? Mối thù giết cha không thể không trả. Hãy mau ra tay. Lui, mau đưa Bảo đến Chí Thông Minh. Mau giết tên tiểu quỷ đó, không để cho họ đến Chí Thông Minh. Lui chạy mau. A Bảo chạy mau. Bảo đuổi theo. Mau lên. Giao tên tiểu quỷ cho tôi, tôi sẽ tha chết cho cô. Không làm được, tôi không cùng hạng người như cô vong ân bội nghĩa, giết hại kẻ vô tội. Tuy cô từng cứu tôi, nhưng tôi thề sẽ không nương tay đâu. Chưa biết ai phải nương tay đó nha. Hãy
Người đã chết một lần rồi, có chết thêm lần nữa tôi nghĩ chắc không sao đâu. Dừng tay. Thiên Hành, xin đệ hãy tha cho cô ấy. Tại sao không giết ả được? Ả từng hành thích minh chủ, đó là phạm tội tử. Tại vì bây giờ có chuyện quan trọng cần hơn giao cho đệ làm. Cô nói vậy là ý gì? Đệ phải bảo vệ con trai của Quan Ngự Thiên. Sư phụ làm gì có con trai? Chính là nó. Có phải con muốn hỏi tại sao chỉ có một con Quy Ương thôi? Phải. Tại vì con còn lại đang ở trong tay một ai đó. Mẹ! A Bảo! Thiên Hành, mục đích lần này của chúng tôi là vì muốn đưa A Bảo trả lại cho Quan Ngự Thiên. Ta nghĩ chuyện này quan trọng hơn chuyện đề trả thù. Cho dù là vậy, Tàn Phong, chắc Quynh không quên những gì đệ đã nói với Quynh chứ. Đệ nói nếu cho đệ gặp ả lần nữa, đệ thề không tha cho ả đâu. A Bảo, đừng sợ. Không gì, không được là bậy. Nếu người dám động đến sợi tóc của cô ấy, ta sẽ cho người sống không được, chết cũng không xong. Nhậm đường chủ, Quynh mà bỏ kiếm xuống đi. Tàn Phong, chỉ cần Quynh giao A Bảo cho tôi sẽ tha cho cô ấy. Tàn Phong, đừng nghe ả nói, đừng giao A Bảo cho ả. Cha, mau cứu mẹ con đi. A Bảo, ngươi vừa mới nói gì? Đây là cha tôi, người đó là mẹ tôi. Xin cô đừng giết tôi, cũng đừng giết mẹ tôi. Cha của ngươi là Quan Ngự Thiên, không phải Yến Tàn Phong. Muốn ta không giết ả cũng được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn qua đây đi theo ta. Ngọc Nhi, cô yên tâm, tôi thề không giao A Bảo cho cô đâu. Có chuyện gì từ từ nói. Được, nếu Quynh ấy không chịu thả nó qua, vậy làm phiền Quynh làm thay chuyện đó. Nghe đây, lập tức giết A Bảo cho tôi. Ngọc Nhi. A Bảo, cậu qua đây. Thiên Hành, sao Quynh có thể giết con trai của sư phụ Quynh được? Louis cô đương, tôi từng nói vì cô tôi có thể phụ cả thiên hạ, sẽ bất chấp tất cả. Thiên Hành, để đi rồi sao? Tàn Phong, trong mắt của đệ, người bị điên là Quynh. Quynh vì con của kẻ thù mình mà hy sinh mạng sống của Louis. Bỏ tên tiểu quỷ lại, giao A Bảo cho ta. Dừng tay. Bái Ngọc Nhi, cô muốn giữ mạng của sư tỷ cô hay là muốn lấy mạng của A Bảo? Cứ mặc tôi, nếu không cho dù chúng ta thoát được cũng khó ăn nói với giáo chủ. Mau trả lời tôi đi. Thả tỷ ấy đi. Được. Tàn Phong, Tàn Phong, chúng ta chạy đi. Cứ giao A Bảo cho Quan Ngự Thiên là hết trách nhiệm rồi. Thiên Hành, đừng giết ả. Nếu không sẽ có người hận Quynh suốt đời. Louis tỷ tỷ, mau mau kìa, giao thuốc giải ra đi. Giao thuốc giải ngay. Lấy mạng sống để đổi cặp mắt của hắn, ta vẫn có lời. Tàn Phong, phải nhớ nhất định phải lấy được thuốc giải rồi tính sau. Tốt hơn hết các người đừng tốn công nữa, mau giết chết ta đi. Ngọc Nhi, con có thuốc giải không? Thuốc giải này gặp nước sẽ tan, sau khi uống vô 3 ngày không được chạm nước. Ai mượn cô nhiều chuyện như vậy? Đi. Thiên Hành, Quynh có sao không? Louis,
chúng ta trở về khách điếm ngay. Tại sao phải trở về khách điếm? Nơi nguy hiểm là một nơi an toàn. Đi mau, nhanh lên. Đi. Tại sao chúng ta phải quay về đây vậy? Con muốn nhanh chóng được gặp cha của con. Bà Bảo, ta cho con hay. Con xem, người này là Thiên Hành ca ca, đường chủ của Chiếu Thiên Đường trong Chí Tôn Minh, là huynh đệ kết nghĩa của ta, cũng là đệ tử của cha con. Chúng ta phải trị khỏi cặp mắt của huynh ấy mới đưa con đi gặp, có được không? Đúng đó, Chí Tôn Minh chỉ ở gần đây. Hay là chúng ta đi tìm cứu viện đến giúp đỡ nha. Không được. Không cần đâu. Trong thời gian ngắn A Bảo vẫn an toàn. Đúng rồi, các vị có thể khẳng định A Bảo thật sự là con trai của sư phụ tôi chứ? Chờ sau khi gặp sư phụ của huynh, như vậy mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay. Ừ. A Bảo, cậu qua đây. Nào A Bảo, đi. Nếu cậu thật sự là con trai của sư phụ tôi, như vậy hôm nay tôi bị thương cũng không đáng kể gì. Đã tạ hôm trước huynh đã cứu tôi. Không ngờ người của Hải Sa Cung dám gây hấn với Chí Tôn Minh. Cũng may tôi đi tuần ngang qua vùng này, cho nên mới cứu cô được. Xem ra Hải Sa Cung không có người nào tốt cả. Nếu tôi biết, trước kia tôi không cứu Ngọc cô nương đó đâu. Vậy tại sao vừa rồi cô lại cứu cô ấy vậy? Cô còn nói là Tàn Phong sẽ hận tôi suốt đời. Tôi nếu vừa rồi tôi không kêu huynh khoan giết ả, thì bây giờ huynh đâu có thuốc giải. Cũng may tôi có tài tiên đoán đó. Không được, nay Ngọc cô nương đã có ơn ba thuốc cho đệ rồi, ta nghĩ đệ nên bỏ qua. Hải Sa Cung là kẻ địch lớn nhất của Chí Tôn Minh, lần này không giết, lần sau cũng phải giết thôi. Hạ độc hay thuốc giải đều là người của Hải Sa Cung, như vậy thì không có ân huệ gì hết. Trước tiên còn giảm bớt độc tính của thiên nữ Tam Hòa, để cho họ có khả năng phản kháng. Sau đó lại đưa thuốc giải cho đệ tử của Quan Ngự Thiên, giúp Quan Ngự Thiên giữ lại được một cánh tay. Chẳng những nhiệm vụ thất bại, còn khiến Hải Sa Cung đương đầu với sự nguy hiểm. Còn nói nên chịu tội gì? Hải Nhi chấp nhận chịu mọi trừng phạt. Chịu theo giáo quy, còn phải chết. Xin tuyên. Dạ. Truyền lệnh của ta, giới nghiêm Hải Sa Cung toàn bộ. Quan Ngự Thiên nhất định sẽ đến trả thù. Dạ sư phụ. Ngọc Nhi, con là đệ tử mà ta phải tốn biết bao tâm huyết để đào tạo ra. Đối với con, ta còn thương hơn là con ruột của mình. Người khác có thể vi phạm giáo quy, người khác có thể phản bội ta, tất nhiên ta sẽ có cách khiến cho họ sống dở chết dở. Nhưng mà con không thể, con không thể được. Hải Nhi cam lòng chịu phạt. Vậy là tốt. Ngọc Nhi, vậy ta phạt con giống chuông sám hối, mỗi canh giờ giống 3 lần, mỗi ngày 30 lần, không được thiếu lần nào cả, con hiểu không? Dạ, Hải Nhi sẽ ghi nhớ. Thời gian đến rồi, tự ta sẽ kêu con trở về. Ngọc Nhi, muội cần phải tuân theo chỉ lệnh của sư phụ, lăn tảng đá lớn này qua ngọn núi đối diện chúng ta, đồng thời phải đụng trúng chuông sám hối. Tiếng chuông nhất định phải lớn, giả lại nó phải vang đến Hải Sa Cung. Một canh giờ sư phụ phải nghe thấy 3 lần. Muội nghe rõ chưa? Nghĩa phụ ra lệnh như sét đánh ngang tai, giúp muội tỉnh ngộ, thanh tịnh lòng mình. Sau khi tảng đá đánh trúng chuông sám hối, tự nó sẽ lăn xuống chỗ cũ. Muội cần phải tiếp tục làm lại từ đầu. Nếu không, trong vòng một canh giờ, muội không thể đánh trúng 3 lần được đâu.
Nhớ kỹ, không được chậm trễ.识别。